Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa công bố kết quả kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm đối với một số mẫu thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết và phát hiện sản phẩm ô mai mơ chua ngọt của công ty Hồng Lam sử dụng đường hóa học vượt ngưỡng cho phép gấp 8 lần. Trước kết quả này, thì Cục An toàn Thực phẩm cũng đã tiến hành kiểm tra toàn bộ các mẫu sản phẩm ô mai của công ty này. Dịp thanh tra kiểm tra. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Châu, trưởng phòng thanh tra, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết, trong quá trình kiểm tra các mẫu ô mai ngẫu nhiên của công ty Hồng Lam tại siêu thị Big C Thăng Long, đã phát hiện mẫu ô mai mơ chua ngọt của đơn vị này có hàm lượng đường hóa học vượt ngưỡng cho phép gấp 8 lần. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý vi phạm và yêu cầu lấy toàn bộ mẫu các sản phẩm ô mai của Hồng Lam để kiểm nghiệm tiêu chuẩn. Cục An toàn Thực phẩm đã tạm dừng lưu thông cái lô hàng này và cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty và cũng đã yêu cầu công ty thu hồi và tiêu hủy các cái sản phẩm vi phạm. Chúng tôi cũng đã lấy bổ sung 8 cái mẫu của công ty Hồng Lam này. 8 cái mẫu này thì chúng tôi cũng đã yêu cầu Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia khẩn trương kiểm tra các cái chỉ tiêu an toàn để sẽ công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian tới để đảm bảo nhanh nhất đến người dân có thể nhận được các cái thông tin này. Cũng theo ông Châu, chất tạo ngọt là phụ gia nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá chỉ tiêu cho phép sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người, đặc biệt là các bộ phận gan và thận, thậm chí có thể gây ung thư nếu sử dụng lâu dài. Đây là phụ gia được phép sử dụng nhưng mà vượt cái ngưỡng quy định của Bộ Y tế. Cái việc sử dụng quá cái giới hạn cho phép, giới hạn an toàn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn cái mức độ ảnh hưởng như nào nó phụ thuộc vào thời gian dùng và cái lượng dùng hàng ngày. Cơ quan chức năng cũng cho biết hiện tất cả các sản phẩm ô mai của đơn vị này đã được lấy mẫu kiểm nghiệm và dự kiến sẽ sớm có kết quả công bố tiêu chuẩn chất lượng trong một vài ngày tới.